đem slide thả tim giúp thầy đi anh em. Rồi, thấy chữ không được phép là mình chọn liền ha. Tân Quyên qua bên thầy cũng gần nha, qua bên Củ Chi á, thầy dạy ở sân Củ Chi nha. Tân Quyên qua Củ Chi cũng gần. Rồi. Người lái xe phải giảm tốc độ tối đa cho phép. Khi nào? Khi có biển cảnh báo nguy hiểm thì mình giảm tốc độ, đúng không? Đúng. Cái thứ hai, khi qua cầu cống hẹp giảm tốc độ, đúng không? Đúng luôn. Vậy mình chọn đáp án cả ý 1 và ý 2. Câu này nó không có đáp án cả 3 ý thì mình chọn cả ý 1, ý 2 thôi. Tại vì 1, 2 đúng rồi. Đúng chưa? Rồi. Không được. Có chữ không được là mình chọn. Thấy chưa? Không được cắt ngang đầu người và xe đạp. Đó. Rồi. Tại ngã ba ngã tư không có đảm bảo an toàn, người lái xe phải nhường đường như thế nào? Cái thứ nhất, không phải nhường đường là sai, bỏ liền, đúng chưa? Rồi, đáp án số 1 là nhường đường cho người đi bộ đi trên phần đường dành cho người đi bộ sang đường, nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên là mình chọn, đúng chưa? Rồi, đáp án 2 nó ghi là gì? Ghi gì? Hãy dạy sân Củ Chi luôn nha, tập lái Củ Chi á. Rồi, khi điều khiển xe cơ giới, người lái xe phải bật tín hiệu rẽ trong trường hợp nào dưới đây? Trước khi thay đổi làn đường, đúng không? Thì các bạn chạy xe ngoài đường, mình muốn rẽ thì có phải là mình bật xi nhan lên trước mình mới rẽ, đúng không? Chứ đâu có ai mà rẽ rồi bật xi nhan đâu, đúng chưa? Trước khi thay đổi làn đường là mình phải bật xi nhan lên trước ha. Chứ nói chứ đôi khi đi ngoài đường cũng thấy rồi, thấy hoài ha, quẹo rồi mới bật xi nhan. Rồi, trên đoạn đường hai chiều, đúng chưa? Khi các bạn không được vượt xe khác trong trường hợp nào? Cái thứ nhất, xe bất ngờ bị vượt tăng tốc độ cố tình không nhường thì mình không được vượt, đúng không? Quá chính xác. Cái thứ hai, phát hiện có xe đi ngược chiều thì mình không được vượt, đúng chưa? Mình chọn đáp án 1 và 3. Vậy thôi. Rồi, ở đây, cái đáp án này đây là câu điểm liệt nha anh em, lưu ý. Nhưng mà câu điểm liệt là đa số những cái câu dễ. Do anh em nhìn đáp án là anh biết liền. Nè, nó ghi tăng tốc độ là sai, thấy không? Sử dụng ít rượu bia để hết buồn ngủ đi tiếp là sai luôn, đúng chưa? Chọn đáp án 2. Có một số trường hợp bật xi nhan không quẹo bình thường. Làm không biết đường chạy luôn hả? Rồi, ở đây, trên đường cao tốc, người lái xe phải xử lý như thế nào khi đã vượt lối qua của hướng định rẽ? Thí dụ mình đang đi trên cao tốc có cái hướng rẽ ra ngoài, mình chạy hút thì sao? Thì tiếp tục chạy đến lối ra tiếp theo, chứ không được lùi nha. Lùi xe là sai nha. Trong cao tốc tuyệt đối không được lùi nha. Chỉ có cao tốc ở Thái Nguyên thì mình được lùi xe thôi, còn những cao tốc khác thì mình không được lùi, nhớ nha anh em. Rồi, câu điểm liệt là sao? Câu điểm liệt là câu không được sai. Mình sai là mình bị rớt trực tiếp luôn. Rồi, người lái xe mô tô xử lý như thế nào khi cho xe mô tô phía sau vượt? Ở sau mình có xe xin vượt thì mình làm gì? Mình giảm tốc độ đi sát về bên phải, đúng chưa? Thì mình giảm tốc độ đi sát bên phải là mình chọn đáp án số 1. Còn đây khi mình đi về bên trái nè, đúng chưa? Tăng tốc độ là tầm 7 liền, đúng chưa? Đó. B2 là 13.9, còn C là 14.9 bạn. Rồi, khi xe bị hỏng thì mình làm gì? Câu hỏi nó hỏi chữ đường sắt thì đáp án nào có dính tới con số 5 là mình chọn. Ở đây có con số 5, đúng chưa? Chọn liền khỏi suy nghĩ. Anh em chỉ cần nhớ câu hỏi mà nó hỏi chữ đường sắt, đáp án có số 5 là chọn. Mua sách hả? Bạn nào mua sách thì nhắn tin qua số Zalo của thầy. Trên cái đầu điện thoại có cái dãy số này, các bạn thấy không? Đó, trên cái đầu điện thoại này có dãy số đó, đó số Zalo đó. Các bạn cứ nhắn mua sách mẹo gì đó, nhắn qua đó rồi thầy gửi cho các bạn nha. Rồi, ở đây trong trường hợp nào dưới đây để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, người lái xe mô tô cần thực hiện như thế nào? Cái thứ nhất, mình phải đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn, đạt cài quai đúng quy cách, đúng không? Quá chính xác. Đó, thì mình chọn đáp án số 1, đơn giản thôi. Rồi, đường bộ trong khu vực đông dân cư gồm những đường nào? Ở đây thầy có cái cuốn sách mẹo biên soạn cho các bạn là trong khu vực đông dân cư, là cái đó là câu hỏi về tốc độ. Còn cái câu này nó hỏi là đường bộ trong khu đông dân cư là mình không có áp dụng nha anh em. Những anh em mà mua cái cuốn sách mẹo của thầy rồi, câu này nó không áp dụng. Tại vì cái câu kia là trong khu vực đông dân cư tốc độ cho phép xe chạy. Câu này là đường bộ trong khu vực đông dân cư gồm những đường nào, thì mình chỉ nhớ giùm thầy là khu vực nội thành phố, nội thị xã là mình chọn ha. Nhớ, ở trong khu vực nội thành phố, nội thị xã là chọn. Đáp án số 3 là ngoài là sai à, đúng chưa? Người ta hỏi trong khu vực mà ở đây ngoài là sai, mình loại bỏ liền. Rồi, câu 124. Rồi anh em, khi anh em thấy mà câu hỏi nào mà nó hỏi tốc độ á, thì trong câu hỏi mà nó có chữ không á, thì mình chọn đáp án 2.
Còn nếu mà không có chữ không, chọn đáp án 1. Vậy thôi. Câu hỏi này nó hỏi tốc độ tối đa đúng chưa? Nè, câu hỏi nó có chữ không đúng chưa? Thì mình chọn đáp án số 2. Đó. Còn không có thì mình chọn 1. Vậy thôi. Rồi. Nè, thấy không? Đây là cái mẹo của thầy, cái trang đầu tiên của thầy luôn nè. Đầu tiên thầy sẽ cho các bạn coi cái trang đầu tiên của thầy ha. Cái trang đầu tiên của mình nè. Thấy không? Nè. Trong khu vực đông dân cư, trong câu hỏi mà nó có chữ không á, thì mình chọn đáp án 2. Còn trong câu hỏi mà nó không có chữ không thì mình chọn đáp án 1. Đó. Còn ngoài khu vực đông dân cư, đáp án nào cuối câu có chữ CTS là chọn. Còn đáp án mà tất cả đáp án mà đều không có CTS thì chọn đáp án nào hàng dài nhất chọn. Vậy thôi ha. Đó, đơn giản thôi. Đó, rồi bắt đầu mình áp dụng mình làm cái mẹo này nha. Bắt đầu mình áp dụng mình làm cái mẹo này nè anh em. Đây, thấy chưa? Rồi, trong khu vực đông dân cư, đúng chưa? Anh em thấy trong câu hỏi nó có chữ không không? Không có chữ không thì mình chọn đáp án 1. Có sách này có bán luôn nha. Bạn nào mua sách thì nhắn cái số Zalo trên đầu điện thoại của thầy, có cái dãy số Zalo các bạn thấy không nè. Ở trên nè, để ngay cái sợi dây thun nè. Đó, để cái sợi dây thun đó. Đó cái số Zalo đó các bạn nhắn, các bạn đang mua sách hay học bằng lái gì đó các bạn cứ nhắn qua đó. Rồi, qua câu tiếp theo. Lại là trong khu vực đông dân cư đúng chưa? Các bạn coi trong câu hỏi nó có chữ không không? Trong khu vực đông dân cư đường hai chiều không. Đây, có chữ không đúng chưa? Không thì mình chọn 2. Nhớ nha, 02. Nhớ con số 02 giùm nha. Có chữ không thì mình chọn 02. Rồi, ở đây trong khu vực đông dân cư, anh em nhìn giùm thầy coi trong câu hỏi có chữ không không? Câu này không có, không có thì mình 1. Vậy thôi. Sách là 220 nha các bạn. Rồi, không có thì mình chọn 1, đơn giản thôi. Rồi, trong khu vực đông dân cư, đúng chưa? Anh em nhìn thấy giùm thầy coi, có chữ không không? Câu này hoàn toàn không có chữ không, không có chữ không thì mình chọn đáp án 1, vậy thôi. Đúng chưa? Đơn giản đúng không anh em? Rồi, câu 129, mẹo ngoài khu vực đông dân cư. Thì ngoài khu vực đông dân cư thì sao? Đáp án nào có chữ CTS cuối câu là mình chọn. Còn nếu mà đáp án không có chữ CTS, chọn đáp án nào dài nhất. Nhớ nha. Rồi nhìn ba đáp án này giùm thầy coi có chữ CTS không? Hoàn toàn không có, đúng chưa? Thì mình chọn đáp án nào dài nhất, đáp án số 2 dài nhất. Chọn vậy thôi. Rồi. Ngoài khu vực đông dân cư, anh em nhìn bốn đáp án rồi có chữ CTS không? Ở đây xe mô tô nè, đúng chưa? Đây xuất hiện chữ CTS nè, CTS thì mình chọn CTS. Vậy thôi. Có chữ CTS là anh em chọn liền CTS ha. Không CTS thì chọn dài nhất. Rồi. Nhìn bốn đáp án coi có chữ CTS không? Bê tông nè, xe gắn máy nè, ba tấn rưỡi không có. Không có đáp án nào dài nhất anh em? Đáp án số 1 dài nhất đúng chưa? Chọn đáp án 1, vậy thôi. Rồi, ở đây ngoài khu vực đông dân cư đúng chưa? Nhìn giùm thầy coi chữ CTS nằm đâu. Ở đây có chữ CTS đáp án 1 đúng chưa? Thì chọn luôn đáp án chữ CTS nha. Rồi muốn mua sách mẹo thì nhắn tin qua Zalo cho thầy nha. Ở trên đầu của thầy có cái số Zalo đó các bạn. Rồi, nhìn ba đáp án này giùm thầy coi có chữ CTS hay không? Hoàn toàn không có CTS đúng chưa? Thì mình chọn đáp án nào dài nhất? Đáp án số 3 dài nhất đúng chưa? Rõ ràng hợp lệ. Nó dễ giống như ăn cái hộp vịt lộn thôi các bạn. Rồi, ngoài khu vực đông dân cư, anh em nhìn giùm thầy đáp án nào có chữ CTS? Đáp án số 2 xuất hiện chữ CTS đúng chưa? Thì mình chọn chữ CTS vậy thôi. Đó. Rồi, ngoài khu vực đông dân cư, anh em nhìn giùm thầy ba đáp án này coi có chữ CTS hay không? Không có CTS thì chọn dài nhất, thế thôi. Nha. Lúc này đâu ít gặp ở đây gì à? Tại vì dạo này mình cũng ít xuống dưới trường 1000 lắm Hiếu ơi. Tại hồ sơ mình giờ dưới đó mình đâu có nộp gì dưới nữa đâu. Mình còn sót lại có mười mấy bạn chưa thi nha. CTS là xe gì vậy thầy ha? CTS là xe tưới nước của mình đó. Cái xe chở cái bồn tưới nước ngoài công viên của mình đó. Đó là xe CTS. Hoặc chở bồn dầu rồi đó. Nói chung mấy xe chở mấy cái bồn đó là xe CTS đó ha. Rồi, ngoài khu vực đông dân cư, anh em kiếm giùm thầy chữ CTS đây. Có chữ CTS là chọn. Không phải là không im mà làm căng làm khó quá, nên không có nộp cho nó nữa Hiếu ơi. Với thời gian tập xe học viên không có nhiều. Rồi, về cái mẹo về cự ly khoảng cách này, anh em bữa hôm chỉ cho anh em một cái mẹo rồi, anh em còn nhớ không? Gặp cái số km trên giờ mà giữa câu hỏi, nhớ nha, nó nằm giữa giữa chứ không nó nằm đầu nằm cuối nha, nó nằm ở trong câu hỏi.
thầy. Thì các bạn nhớ giùm thầy, luôn luôn chọn đáp án 3. Khi nào mà gặp số 60 đến 80 này đi chung một câu hỏi thì mình chọn đáp án 2. Vậy thôi, nhớ nha. Rồi ở đây câu 60 đến 80 là mình chọn 2. Còn lại những con số khác là mình chọn đáp án 3 hết. Nhớ nha. Rồi ở đây thấy không? Gặp số km trên giờ nè, đúng chưa? Nhưng ở đây số 60 đi với 100, mình chọn đáp án 3. Khi nào có dính số 60 đến 80 vô nữa thì mình mới chọn 2. Hai thằng đó đi chung mình mới chọn 2. Nhớ nha. Hai thằng đó đi chung mình mới chọn 2. Rồi ở đây 100 đến 120 vẫn chọn ý 3 luôn. Cái mặc định của mình là luôn luôn chọn ý 3. Nhớ nha. Ưu tiên chọn đáp án 3. Rồi gì học kiểu này mai này ra đường không biết tên biển à. Bạn làm ơn động cái não giùm mình đi. Ở đây mình đang chỉ mấy bạn cái mẹo để thi. Chẳng hạn như tôi hỏi bạn này cái câu này nè. Tôi hỏi bạn cái câu này nè. Ra đường bạn có áp dụng không? Bạn trả lời giùm tôi đi. Nếu mà bạn chạy tốc độ 100 đến 120, bạn có giữ khoảng cách đúng 100 mét giùm tôi không? Vô cao tốc á. Chứ ở đó bài đặt nói giọng hay. Có ai mà chạy 100 đến 120 giữ đúng khoảng cách 100 mét không? Trả lời giùm tôi đi. Rồi ok. Khi điều khiển xe ở đây, cái số này là số 60 km/h, đúng chưa? 60 km/h thì mình vẫn chọn là ý 3. Khi nào mà 60 đến 80 mà nó đi chung thì mình mới chọn ý 2. Các bạn nhớ giùm thầy vậy là được nha. Đó, trong cái cuốn sách mẹo của thầy có biên soạn cái đó luôn nè. Nè. Cái cuốn sách mẹo này nè, thấy không nè. Thấy chưa? Thầy chú thích rất rõ ràng, luôn luôn chọn đáp án 3. Thấy không? 60 cũng chọn 3. 80 đến 100 cũng chọn 3 luôn. 100 đến 120 cũng chọn 3. Khi nào chọn đáp án 2? 60 đến 80 mà nó đi chung là mình chọn 2. Đó, chú thích rất là dễ hiểu cho các bạn luôn á. Đọc một lần là hiểu liền. Học mẹo để người ta để thi chứ không phải là học mẹo để làm gì ha. Để cho người ta dễ nhớ, dễ thi thôi. Thi đậu bằng lái đi rồi tính sao ha. Rồi, ở đây người lái xe phải giảm tốc độ. Các bạn muốn mua sách mẹo đúng không? Mua sách mẹo thì nhắn trên cái số Zalo của thầy. Trên đầu điện thoại thầy có cái dãy số Zalo, các bạn thấy không? Nè, chỗ cộng dây thun nè. Đó, chỗ cộng dây thun màu vàng đó có cái dãy số đó, thì đó là số Zalo đó các bạn. Ơi, chết rồi. Bạn nào chuyển tiền mua sách gì trời. Không che lại là TikTok nó phá nữa. Sorry các bạn nha, đợi thầy một xíu. Bữa hôm bị phá hết 3 ngày vậy đó. Cái bạn nào chuyển tiền mua sách cho thầy, nó hiện cái số tài khoản cá nhân lên là bị phá liền. Các bạn mua sách bên thầy thì các bạn chuyển khoản trước giúp thầy nha. Ủa nãy tới câu mấy anh em? Tới câu 140. Rồi. Cái đó nó quảng cáo mà ông thần. Rồi, ở đây mình tiếp tục ha. Khi nào mình giảm tốc độ? Khi gặp biển báo nguy hiểm thì mình giảm tốc độ, đúng chưa? Khi giảm tốc độ thì mình giảm mình ấy ha. Rồi, cái đó nó quảng cáo phi anh ơi. Rồi ở đây người lái xe phải giảm tốc độ đi sát vào bên phải của phần đường xe chạy. Khi nào? Khi xe sau xin vượt phải đảm bảo an toàn thì mình phải giảm tốc độ đi sát bên phải, đúng chưa anh em? Ở sau mình có xe xin vượt thì mình phải giảm tốc độ, mình đi sát về bên phải, đúng chưa? Rồi. Khi anh em 600 câu anh em thấy chữ phương tiện giao thông đường sắt là chọn liền. Đường sắt lúc nào cũng ưu tiên đầu tiên nhất hết trơn á. Nhớ nha. Không dài thầy không có đi xuống trường Hậu Giang nha. Nên nói chung là thứ sáu thầy mới đi xuống trường Di Thanh lần. Rồi ở đây tất cả
các phương tiện tham gia giao thông đường bộ đều phải dừng lại khi nào? Khi có hiệu lệnh nhân viên gác chắn dừng, đúng chưa? Đúng. Đèn đỏ sáng nháy, dừng, đúng chưa? Đúng. Còi chuông kêu chắn đã đóng, dừng, đúng chưa? Đúng. Chọn tất cả vậy thôi. Đúng chưa? Quá đơn giản. Rồi. Ở đây, chọn đáp án chữ không được phép là mình chọn ha. Có chữ không được phép là mình cứ chọn. Nhớ nha. Cái mẹo khu vực đông dân cư ha. Ok, tí xíu đi anh em. Tí xíu đi quay lại. Rồi, cái nón bảo hiểm của mình, tác dụng của mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe mô tô hai bánh trường hợp xảy ra tai nạn giao thông là gì? Nón bảo hiểm là để làm gì mọi người? Giảm chấn thương vùng đầu. Đúng chưa? Nón bảo hiểm mà. Một câu hỏi đơn giản. Rồi, ở đây, khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, những hành vi nào bị nghiêm cấm? Câu này là câu điểm liệt, đúng chưa? Những hành vi nào bị nghiêm cấm? Lạng lách là biết chắc chắn bị nghiêm cấm này. Đúng chưa? Chạy xe ai cho lạng lách? Đúng chưa? Hợp lý, chọn, vậy thôi. Rồi, ở đây khi anh em thấy xe chữa cháy thì mình ưu tiên cho xe chữa cháy đầu tiên ha. Nhưng ở đây nó có hai câu xe chữa cháy, một câu sai, một câu đúng. Một câu đúng là khi nào? Khi đang đi làm nhiệm vụ. Đây, xe hộ đê đi làm nhiệm vụ khẩn cấp. Còn ở trên đây là sau khi thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp là sai. Đúng chưa? Nhớ, đi làm nhiệm vụ khẩn cấp ha. Còn sau khi đi làm nhiệm vụ khẩn cấp là sai rồi. Đúng chưa? Rồi, tại nơi đường dây, ở đây nó có đáp án có chữ tăng tốc độ là mình loại bỏ liền, thấy chưa? Giảm tốc độ đi qua đường giao nhau để đi trước xe đi trên đường ưu tiên là sai luôn. Lực không có kêu mình đi trước ai hết ha. Có chữ đi trước xe nào là mình bỏ liền. Chọn đáp án số 3. Đó, mấy bạn chuyển tiền nữa đó, mua sách nữa đó. Rồi, ở đây 4 đáp án. Anh em thấy câu hỏi nó hỏi cái gì? Nó hỏi chữ đường sắt, đúng chưa? Cái gì mà liên quan tới đường sắt thì đáp án sẽ xuất hiện con số 5. Ở đây 5 mét lụm, nhanh gọn lẹ, khỏi suy nghĩ ha. Câu hỏi mà hỏi đường sắt thì đáp án có số 5 là cứ chọn, vậy thôi. Rồi, khi điều khiển xe trên đường vòng thì sao? Thì sao? Đi đúng làn đường, đúng tốc độ quy định, không được vượt xe khác chứ sao nữa, đúng không? Mình di chuyển ngoài đường thì mình phải đi đúng làn đường, đúng tốc độ quy định, không được vượt xe khác là điều quá hợp lý. Vậy thôi. Rồi, đáp án số 3, tăng tốc độ, đúng chưa? Tăng tốc độ để vượt qua trước người đi bộ là sai, thấy chưa? Giảm tốc độ có thể dừng lại cần thiết trước bên dừng để nhường đường cho người đi bộ qua đường. Giảm tốc độ đi từ từ để vượt qua trước người đi bộ là sai. Lực không có kêu mình đi trước ai cả. Các bạn nhớ giùm thầy, lực không có kêu mình đi trước ai hết. Nhớ nha. Hướng dẫn câu liên quan đến kinh doanh vận tải ha. Ok, rồi theo yêu cầu của bạn luôn. Kinh doanh vận tải thì đầu tiên các bạn xem cái mẹo này của thầy trước đi, rồi thầy nói các bạn sẽ dễ hiểu liền ha. Đây, đây, thấy chưa? Đây là mẹo nghiệp vụ vận tải. Thấy đầu câu hỏi mà nó có chữ người kinh doanh nè, thứ hai là chữ hành khách, thứ ba là chữ người thuê. Chọn đáp án nào? Hàng nhiều, chữ nhiều là chọn. Còn nếu mà trường hợp điếm hàng mà bằng nhau á thì ưu tiên chọn đáp án 1. Đó, đơn giản vậy thôi. Bắt đầu mình áp dụng, mình làm ha. Muốn mua sách nhắn tin qua Zalo cho thầy nha. Trên đầu trên đầu điện thoại thầy có cái số Zalo đó, các bạn thấy không? Ở trên phía trên cái đầu điện thoại thầy có cái số Zalo đó. Đó, các bạn cứ nhắn vào đó đi. Rồi bắt đầu mình làm cái chương nghiệp vụ vận tải nha. Áp dụng làm chương nghiệp vụ vận tải nè. Nhắn tin qua đó để chứ mua sách hay học bằng lái gì đó, các bạn cứ nhắn qua đó nha. Đó là số Zalo của thầy đó. Rồi, thôi quên chen thổi lên nữa. Để bạn nào chuyển tiền cái nữa là bị phá 3 ngày đó, tội nghiệp thầy các bạn. Rồi, bắt đầu, thấy chưa? Bắt đầu, anh em thấy chữ người kinh doanh xuất hiện đúng chưa? Người kinh doanh, đáp án nào hàng dài nhất? Đáp án số 2, đó. Nhớ vậy là các bạn không bao giờ làm lộn nữa. Không có trùng. Anh em cứ nhớ cái mẹo giúp thầy là thi đậu được cái phần này liền, không có lộn nữa. Rồi, xuất hiện chữ hành khách, đáp án nào dài nhất anh em? Đáp án số 1 dài nhất, đúng chưa? Đáp án số 2 có 6 hàng, đáp án số 1 nó tới 7-8 hàng nữa. Chọn đáp án số 1. Rồi, lại là xuất hiện chữ hành khách, đáp án nào dài nhất? Khỏi cần biết ha. Nhìn thôi là biết đáp án nào dài rồi, đúng chưa? Rồi, xuất hiện chữ người kinh doanh, đúng chưa? Đáp án nào dài nhất? Nhìn là biết đáp án 1 nó dài rồi, đúng chưa? 4 hàng.
Dễ không các bạn? Dễ không? Rồi, xuất hiện chữ người kinh doanh, đáp án nào dài nhất? Đáp án số 2 nè, đúng chưa? 9-10 hàng luôn. Đáp án này có 6-7 hàng nè. Rồi, xuất hiện chữ người thuê, đáp án nào dài nhất? Anh em đếm coi mấy hàng? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hàng. Đáp án 2 mấy hàng? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hàng bằng nhau thì sao anh em? Bằng nhau thì mình chọn đáp án 1, không? Bằng nhau thì mình ưu tiên chọn đáp án ở trên. Vậy thôi. Rồi, xuất hiện chữ người thuê, đáp án nào dài nhất? Đáp án số 1 dài nhất. Đúng chưa? Sao sai được? Sao sai được? Rồi, xuất hiện chữ người nhận hàng. Nếu mà câu hỏi nó hỏi á, có chữ quyền, người nhận hàng mà có chữ quyền thì mình chọn đáp án 1 ha. Mình quyền á thì mình chỉ được 1 quyền ha. Còn nghĩa vụ thì mình được 3. Nhớ nha, quyền thì mình được 1, chỉ được 1 cái quyền duy nhất thôi. Người nhận hàng quyền thì mình chọn 1 đó. Quyền thì 1, còn nghĩa vụ thì 3. Rồi, người nhận hàng có các nghĩa vụ theo mới nói xong, nghĩa vụ là 3 ha. Anh là cha tôi thì anh phải có nghĩa vụ nuôi tôi, đúng chưa? Còn quyền thì anh chỉ được có 1 quyền duy nhất đó, nhớ vậy đó ha. Rồi, hàng siêu trường siêu trọng là không thể tháo rời được đó, đơn giản thấy chưa đó. Trong sách thầy có nhiều cái mẹo lắm anh em đó. Anh em có thể tham khảo cái mẹo không, người lái xe đừng áp dụng nha. Người lái xe sẽ có một số câu ngoại lệ rất là khó nhớ. Nè thấy không, chẳng hạn như nhìn cái hình này, thấy xe công an đi thẳng chọn đáp án 1, xe công an quẹo chọn đáp án 4. Vậy thôi, thấy chưa? Rồi, vô thấy cái hình này, đúng chưa? Câu hỏi có chữ vi phạm thì đáp án nào có chữ xe con là mình loại bỏ, đúng chưa? Chú thích rất rõ ràng. Thấy 6 hình đèn giao thông, câu hỏi có chữ vi phạm, đáp án nào có chữ xe con là loại bỏ ngay. Câu này đáp án 2 và 3 có xe con nè, thấy chưa? Nên loại bỏ đáp án 1 đúng. Vậy thôi, thấy chưa? Mẹo nhanh gọn lẹ, đọc một lần là các bạn hiểu liền. Rồi, thấy chưa? Giống như mẹo này, xe xích lô, đúng chưa? Câu hỏi gặp chữ xe xích lô thì loại trừ biển xe xích lô ra. Đây, đúng không? Gặp xe xích lô thì đem chiếc xe xích lô đem đi dục bỏ, đừng có xài ha. Lấy hàng này. Còn khi nào câu hỏi nó hỏi xe lam thì mình lấy xe xích lô lại mình xài ha. Rồi, bạn nào muốn sách mẹo này cứ nhắn tin qua bên Zalo cho thầy ha. Đây số Zalo thầy nè. Đó.